đi đâu đó? Dạ mẹ. Hẹn hỏi ai ngoài kia? Dạ không có mẹ. À, anh Tuấn biết ngày mai là đám giỗ của anh Thành, cho nên là ghé gửi ít trái cây, rồi có gửi trà cho mẹ nữa nè mẹ. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa? Dạ. Cô á là cái loại đàn bà khắc chồng. Ha, đã vậy còn hẹn hò với trai nữa hả? Ghê gớm thiệt ha. Dạ, dạ không có mẹ. Cô, con chỉ bước ra ngoài con nhận quà thôi à. Chắc là hồi xưa anh Thành giúp đỡ anh Tuấn, cho nên anh Tuấn ảnh nhớ hơn anh Thành, ảnh gửi quà thôi, chứ con đâu có đi đâu đâu mẹ. Tôi mà không vì thằng Thành con trai của tôi đó, tôi đuổi đầu cô ra khỏi nhà rồi. Ghê gớm, đồ sao chói. Kìa, nhìn lấy đó. Có như gì vậy mẹ? Tối ngày ăn chơi liêu lỏng, đánh quần đánh áo, mua sắm hết cái này tới cái kia. Đúng là mẹ nào con nấy như nhau à. Mà lại kiếm chuyện với mẹ nữa hả? Có đâu, mẹ bị bất cẩn thôi à. Con đi đâu về vậy? Lại mua đồ gì nữa đi bà la hoài cho con. Cái này không phải là con mua cho con, cái này là mua cho... Mà thôi đi, con muốn gì là chuyện của con. Đúng rồi mẹ. Mình ơi, mình có linh thiêng mình phù hộ cho gia đình nha mình. Cho gia đình mình lúc nào cũng được bình an, phù hộ cho em lúc nào cũng được khỏe mạnh hết, để có sức khỏe lo cho mẹ, lo cho con nha mình. Ba ơi, ba có linh thiêng trên trời á thì phù hộ cho mẹ, đừng có bị ai ăn hiếp nữa nha ba. Con nói linh tính gì vậy hả? Thôi, con lên mời bà xuống ăn cơm đi. Mẹ, hay là mình khỏi ăn cơm chung với nội được mẹ? Dù gì thì nội cũng đâu có ưa con đâu. Bữa nay là giỗ của ba con, mình phải ăn cơm gia đình cho đàng hoàng chứ con, ba con mới vui. Con á, bà nội hay la hay nói vậy á, chứ bà nội thương con mà. Bà nội không có ý gì đâu. Bà nội ghét con ra mặt, chứ cần gì ý tứ. Mẹ đó, mẹ sống tốt với nội bao nhiêu á, thì nội sống tệ với mẹ bấy nhiêu. Con thấy á, thà mẹ đi thêm bước nữa sẽ tốt hơn. Không, mẹ nói rồi, mẹ sẽ thay mặt ba để lo cho ba thật tốt. Mẹ không đi thêm bước nữa đâu, với lại con còn trẻ. Mẹ chỉ muốn ở vậy để lo cho con thôi. Lỡ như mẹ bước thêm bước nữa rồi sinh con đẻ cái, rồi nếu lúc đó rồi lại không chăm sóc tốt cho con. Mẹ, con lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Mẹ cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi. Mẹ nói với con rồi là mẹ không. Bây giờ mà mẹ bước thêm bước nữa, lỡ như mẹ gặp một cái người nào đó không có đàng hoàng, rồi không yêu thương mẹ, rồi không yêu thương con, rồi rồi sao? Mẹ chỉ muốn ở vậy để bù đắp cho con thôi, lo lắng cho con thôi. Con đã thiếu thốn nhiều lắm rồi. Mẹ nói gì cũng đúng. Con thấy con trai bây giờ trung tình thì ít, mà ngoại tình á thì nhiều. Con quyết định rồi, sau này á con sẽ sống độc thân. Bắt quá thì con làm single mom. Con thấy một mình vẫn là tốt nhất. Trời ơi á nha, mới có bị lớn thì thôi á mà tính chuyện tương lai xa xôi rồi. Nhưng mà con á là phải có chồng có con, một mình chăm sóc cho con khó khăn lắm. Mẹ, con biết á là mẹ vất vả nhiều rồi. Sau này á con lớn lên, con sẽ bù đắp hết tất cả cho mẹ luôn. Mẹ không có cần con bù đắp cái gì hết. Mẹ chỉ cần con ngoan, vâng lời bà, đừng có cự cãi với bà. Như vậy thôi là mẹ đã đủ vui rồi. Mẹ, có một bài ca mà mẹ ca từ ngày này qua tháng nọ luôn á. Bây giờ con lên mời nội xuống cơm được chưa? Khổ mẹ quá. Dạ, con mời mẹ ăn cơm hả? Con mời nội ăn cơm. Đúng là bao nhiêu năm
cũng không có khá lên nổi. Cái món canh ổ qua mà dồn cá thác lát này nè là cái món con trai tôi thích nhất. Dạ. Cho đến bây giờ mà cô cũng đã quên rồi đúng không? Cô đâu có hiểu ý. Vậy mà nấu cũng không ra cái mùi vị cá thác lát chút nào hết à. Vậy mà nói yêu với thương giả tạo. Dạ, dạ mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Để lần sau con cố gắng con nấu ngon hơn à. Ba mất rồi thì làm sao biết khẩu vị đúng hay là sai. Nè, bữa nay mới thấy mày giác cái mặt mày ngồi đây đó ha. Bình thường á, mày la cà ở ngoài đường không à. Mà có ở nhà mày ăn cơm đi nữa, mày cũng bới một cái tô cơm mày ngồi một cái góc riêng. Bữa nay ngồi đây làm gì? Ơi chị nghe nè, em qua tới chưa? Nay tôi bận không qua giùm anh hai được. Để hôm khác tôi qua. Mà nè, tôi đang có việc gấp cần tiền. Chị có tiền không? Cho tôi mượn 5 triệu đi. Chuyển liền cho tôi nha. Chị biết rồi. Đám giỗ của anh ruột mình mà năm nào cũng thấy bận. Cô mày bận không có qua được. Hơn nữa nó có chồng có con, nó còn phải lo chồng lo con nó nữa. Nè, coi mấy đồ ăn đó, để riêng cho nó đi. Nó rảnh nó qua nó lấy. Dạ mẹ, con biết rồi. Phải rồi mẹ. Tiền cô mượn mẹ lần trước á, đã trả cho mẹ chưa? Con lo ăn đi. Có chồng có con rồi, tự lo đi. Mắc gì mà mẹ phải cứ lo liệu cho cổ vậy? Nè, mày là con nít con non mày biết gì? Cô của mày á là em chồng của mẹ mày. Mẹ mày là chị dâu thì phải có trách nhiệm với em chồng. Hiểu chưa? Lúc khó khăn người ta nhờ cậy. Con nít mày đặt xen vô. Còn cô, nếu như cô á không phải là người sát phu á, thì con tôi đâu có chết. Con tôi vẫn còn sống sờ sờ để phục vụ cho tôi, lo lắng cho tôi, lo lắng cho em đó. Nội, ba mất á là do tai nạn. Sao mà nội cứ trách mẹ con hoài vậy? Mày biết cái gì? Mày nhìn kỹ gương mặt của mẹ mày đi. Có phải là đồ sát phu hay không? Ba là chồng, là cha, lo cho vợ con mình á thì có gì là sai? Tất cả là do định mệnh thôi. Bà không thể nào mà trách mẹ con hoài được. Mất dạy. Tại vì mày ba mày mới chết đó. Hay là khát máu tanh lòng nên mày mới như vậy? Mẹ ơi, mẹ nghĩ con sao cũng được hết đó mẹ. Nhưng mà con xin mẹ, đừng có nghĩ bé Hạnh không phải là con của anh Thành. Tội nghiệp cho nó mà mẹ. Ngày xưa đem con đi xét nghiệm ADN chưa đủ chứng thật hả? Nếu con không phải là con của ba thì chắc gì nội đã để cho mẹ ở trong cái căn nhà này suốt bao nhiêu năm nay. Mẹ con mày á chỉ có giỏi là chọc tức tao thôi. Tao xấu xuống mới có một con dâu với một đứa cháu nội như mày. Trời ơi Thành ơi, sống như thế này thì làm sao mà mẹ sống nổi. Có ngày rồi mẹ cũng phải theo con thôi Thành ơi. Con với mẹ xấu số lắm mới có người bà nội, người mẹ chồng như bà á. Con nín ngay cho mẹ được không? Con xin lỗi bà ngay cho mẹ. Đúng là con hổn thiệt, nhưng mà bà không có tôn trọng con thì bà cũng không đáng để con tôn trọng, cũng như không đáng để con yêu thương đúng nghĩa với một người ba. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con Hạnh nó còn nhỏ vậy, để có gì còn dạy nó thêm à. Cô thì suốt ngày chỉ có cái câu đó thôi, dạy thêm. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nhỏ mà mất dạy như vậy mà gọi là nhỏ hả? Nè, tôi nói cô một, tôi không muốn thấy gương mặt của mẹ con cô trong cái nhà này nữa. Làm ơn đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ trách mắng con nghe. Mẹ dạy con nghe. Con xin mẹ đừng có đuổi mẹ con đi. Hạnh nó còn nhỏ, bây giờ biết đi đâu á mẹ. Với lại con đi rồi ai chăm sóc cho mẹ? Tôi không có cần. Tôi không có cần cô chăm sóc. Tôi nói cho cô biết nha chưa, từ nay về sau nếu như cô dạy con Hạnh không đàng hoàng
tôi không muốn thấy mẹ con có mặt trong cái nhà của tôi. Tôi đuổi đầu đuổi cổ ra khỏi nhà, không có đợi gì đến 18 tuổi nữa chứ. Bà nội cũng già rồi, con biết bà nội cũng khó tính. Con nhịn được thì con nhịn đi con. Mẹ, con đã nhịn rồi, mà tại bà quá đáng quá. Con cũng là con là cháu, mà bà cứ hắt hủi con như người dân vậy. Có bao giờ yêu thương con đâu. Thì từ từ bà nội sẽ hiểu, bà nội sẽ chấp nhận thôi. Tại vì á, bà nội thương ba con quá, cho nên bà nội mới như vậy á. Con đừng có chấp bà nội. Con không có cần bà chấp nhận con. Con chỉ cần tình yêu thương của mẹ thôi à. Mẹ, hay là mình ra ở riêng đi mẹ. Không có được. Đi rồi ai lo cho bà nội? Còn cô Nga đó không chí. Cô Nga còn lo cho gia đình của cô Nga nữa. Mẹ cứ vậy không mà. Mẹ cứ nghĩ cho người ta mà người ta có nghĩ cho mẹ đâu. Mẹ không có cần gì hết á. Mẹ thương ba con, mẹ thấy đó là trách nhiệm. Con bó tay mẹ luôn á. Alo. Ở đâu? Ừ, ok, tao tới liền. Cái gì ạ? Ủa, khuya rồi giờ con còn định đâu nữa hả? À, hôm nay nhiều chuyện quá. Con tính ra ngoài sẽ stress xíu. Mẹ cứ ngủ đi, rồi con về sớm mà. Con có nhớ là bữa trước nè, mẹ phải đi năn nỉ gian xin người ta, xin lỗi người ta, đền bù cho người ta vì cái tội là con đập phá. Rồi á, đi lên đồn công an bảo lãnh con về. Con nghĩ sao mà mẹ có thể yên rồi mẹ có thể để cho con đi? Mẹ ơi, cái đó đâu phải tại con đâu. Ai kêu người ta làm con trúng tay gai mắt quá anh chị. Con nè, mình là con gái, mình có nhiều cách để mình giải quyết. Cái gì cũng phải từ từ, chứ đâu phải ẩu đả với nhau là xong chuyện đâu. Ba của con mà biết á, ba buồn, còn mẹ thì mẹ cũng không có yên lòng được xíu nào. Mẹ được. Bây giờ có ở nhà là được chứ gì, đúng không? Mẹ cứ vậy hoài. Vậy phải ngoan không? Chứ giờ này mà còn đi á, bà nội mà biết á, bà nội lại trách mắng nữa. Con á, không có sợ trời, không có sợ đất, càng không sợ bà nội. Con chỉ sợ là mẹ buồn thôi à. Ờ, vậy là mẹ cảm ơn con rồi. Cảm ơn con thương mẹ, cảm ơn con hiểu cho mẹ. Đi đâu á? Con gái mà ban đêm ban hôm đi ra ngoài đường. Mày đúng là con gái hư. Không phải ai đi ra ngoài đường vào ban đêm á cũng hư đốn. Ừ. Không phải như vậy, chính là mẹ mày là người dạy hư mày đúng. Đúng không? Nội, nội muốn gì á thì nhắm thẳng vô con nè. Đừng có lôi mẹ con vô đây. Cũng may á, may là ở nhà này còn có con với mẹ. Mai mốt á, con á với mẹ dọn ra khỏi nhà, nội thấy họ cũng có kịp đâu. Ờ, tao thách, tao thách mẹ con mày dám dọn ra khỏi nhà. Mày nên nhớ nha, mẹ mày á khắc chết con tao, thành ra mẹ mày phải ở trong nhà này làm mọi cho cái gia đình của tao cho đến suốt đời suốt kiếp, mày hiểu chưa? Nội đúng là vô lý á, nội không có hiểu chuyện thì không có tư cách gì để dạy dỗ con hết á. Cũng may á là tại mẹ con ở đây, chứ không á là con cũng dọn ra khỏi căn nhà này rồi. Ở đây làm chi được trướng tay gai mắt. Mày, trời đất ơi, mày thì mày đứng yên cho tao đánh nha. Nội,
Nội không có yêu thương, không có dạy dỗ, không có chăm sóc cho con, thì cũng không có cái quyền gì để đánh con hết á. Mày nói sao? Đúng là thứ mất dạy. Càng ngày tao thấy không có mang một cái chút máu dòng họ gì của gia đình này hết á. Hư đốn. Con chào mẹ. Con đi đâu về vậy? Sao con đã hứa với mẹ là con không có đi mà con cũng lén con đi vậy con? Còn cãi nhau với bà nữa hả? Mẹ, tại vì hôm qua tụi nó rủ rê quá cho nên... Với lại sinh nhật bạn thân con nữa, sao con không đi được mẹ? Con xem bạn thân con quan trọng hơn gia đình này hả? Con có biết á, là mỗi ngày... Mẹ, con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau đó đâu mẹ. Mẹ quá mệt mỏi rồi, con đừng có gây thêm phiền phức gì nữa hết á. Mẹ. Cái thứ mà cứng đầu cứng cổ thì làm gì mà biết hối lỗi. Lỡ hư rồi thì hư thêm thôi. Dạ mẹ, Hạnh nó biết lỗi rồi, mẹ bỏ qua cho nó nha mẹ. Bỏ qua bao nhiêu lần rồi? Tại mày không có biết dạy con. Nhà này nè, không có thói như nó. Đem nó đi thử ADN đi, biết đâu kết quả ngày xưa là sai. Nội thích á thì cứ đi thử ADN. Nếu mà lỡ con không phải là con cháu của nhà này á thì càng tốt chứ sao. Con cũng không có muốn có mối quan hệ nào với người bà như bà hết á. Hạnh, thấy chưa? Mày dạy con mày cái kiểu đó đúng không? Mất dạy nè. Con Nga nó dạy thằng Khôi ngoan ngoãn hiền lành dễ thương như vậy đó. Còn cái con này đồ có thứ trôi sông lạc chớ. Nè, mày đừng có tơ tưởng một đồng bạc đồng xu nào trong cái nhà này nghe chưa? Con cũng không có trông đợi gì bà hết á. Nè, con đừng có nói nữa được không? Mày nói được thì mày phải làm được nghe chưa? Kể từ đây sắp tới nè, mày đừng có bao giờ mà mơ một đồng xu nào của tao. Con đây á, không có cần tiền của người dân nước lạ. Ai người dân? Mày nói ai hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mất dạy. Xin lỗi bà đi con. Nhanh lên. Mẹ ơi, cháu ngoại về thăm mẹ nè. Nè, cháu ngoại của tao tới, con gái tao tới, hai mẹ con mày liễu hồn đó. Vô đây, vô đây. Trời ơi, cháu ngoại cưng của ngoại. Ngồi xuống đây con. Nè, nè nè nè. Hai mẹ con chắc mệt lắm ha. Ha. Mệt lắm á ngoại. Nhưng mà con thấy ngoại là con hết mệt à. Trời ơi. Nịnh dễ sợ. Xạo ghê vậy đó. Nha, càng ngày càng lớn, càng đẹp trai đó nha. Con trai của con mà mẹ. Thúy à. Dạ. Dạ mẹ gọi con. Ủa, mẹ mới qua hả? Mẹ, con khát nước quá à, có gì cho con uống không? Có nghe gì không? Em chồng của cô khát nước. Dạ, con biết thôi mẹ. Chị để chị đi lấy nước nha. Chị, mắt chị để đâu vậy? Không thấy đống đồ của tôi hả? Cất giùm tôi đi. Mẹ, con đói quá à. Con thèm bún bò chỗ mà hồi đợt ngoại dẫn con đi á. Chị, sao chị không tin ý gì hết trơn vậy? Con của tôi đang đói, chị không đi mua giùm được hả? Còn nhịn gì nữa? Cháu ngoại của tôi đang đói. Dạ con biết rồi.
Để chị đi mua liền. Cất đồ nhanh lên, rồi đi mua rồi nhanh về nghe chưa? Dạ mẹ. Cưng lắm nha, cục cưng của tôi nữa. Nhanh nhanh cái tay lên, làm gì cũng chậm chạp hết trơn. Ừ, chị biết rồi. Chị Thúy à, tôi thấy ở trong tủ quá trời đồ ăn luôn á, lát nữa tôi mang về cho trống bớt tủ nha. À, đồ ăn chị mua để tẩm bổ cho mẹ á. Nó thích ăn cái gì, nó thích lấy cái gì là cứ để cho nó lấy. Làm cái gì mà cô cũng ích kỷ với em chồng là sao? Dạ mẹ, con không có ý đó đâu mẹ. Trời đất ơi, cái túi của ai vậy? Trời đất ơi, cái túi của ai mà đẹp quá vậy? Túi của chị hả? Cho tôi nha, tôi đem về tôi đi làm. Trời ơi, tôi mà xách cái này vô là sang trọng lắm luôn á chị. Nếu như mà chị không cho tôi á, thì chị mua cho tôi một cái easy như vậy nha. Cô mà cũng xài đồ second hand đó hả? Thích á thì xin tiền chồng mà mua, mắc gì xin sợ mẹ con hoài vậy? Thành, nè, nhỏ mất dạy kia, sao lúc nào tao qua đây mày cũng xỉa xói tao hết trơn vậy hả? Ở nhà thì bố láo, lên trường thì bị cô giáo mắng vốn. Mày á không bằng một góc của con trai tao. Ha con ha. Đúng rồi, con đâu có hiền bằng con của cô. Suốt ngày bị tụi đầu gấu ăn hiếp, bởi nó quý hóa quá cho nên con đâu dám cản, cứ để cho nó bị đánh thôi. Ủa con bị đánh hồi nào sao không nói cho mẹ biết? Cháu của tôi á bị đánh á, mày thích lắm hay sao hả? Vui lắm hả? Nội à, là cháu của nội á, nó kém bản lĩnh đúng không em trai? À, trời 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 đất ơi, con bỏ ngoài ơi. Trời ơi, trời đất ơi, con ơi, con sao không vậy? Phòng đất ơi, đừng để nó nè, để ngoài không cho thì thôi, mắc gì hại con tôi vậy hả? Đồ nham hiểm. Nè, con nhận đâu mày như thằng ấy chưa? Hả? Mày hại cháu nội hả? Là cháu của nội đéo đuối, mắc gì nội trách mẹ con? Nè, mất dạy, mày trả lời đúng không? Mày trả lời. Ngày hôm nay mày phải dọn ra khỏi căn nhà này, còn nếu không con sẽ tự tử với mẹ con. Bây giờ làm sao dọn đi, con thấy bà nội già yếu sao mình phải ở đây chăm sóc bà nội chứ? Chăm sóc cái gì chứ mà chị dòm gói tài sản của mẹ tôi hả? Chị không có ý đồ mà, chị chỉ muốn làm trò bộ phận con dâu thôi. Ai coi mày là con dâu? Ai coi mày là con dâu? Tao nói cho mày biết nè, chỉ coi mày là một cái con ở đợ trong cái nhà này thôi. Mày phải bù đắp, mày bù đắp lại những gì mà mày đã khắc chết con của tao, mày hiểu chưa? Còn mày, cháu nội ruột hả? Cháu nội ruột tao cũng không công. Hai mẹ con mày biết, ra khỏi nhà tao. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày đối tốt với người ta bao nhiêu để người ta đối xử lại với mẹ như vậy đó hả? Nếu mà ngày hôm nay mày không bước ra khỏi căn nhà này, tôi sẽ tự tử với mẹ con. Con bình tĩnh đi, con đừng có làm vậy mà. Mẹ sợ, mẹ xin con đó. Muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng có chết trong nhà này, dơ nhà của tao. Đi. Những lời nói như vậy mà con cũng có thể nói ra được đó. Thôi được, mẹ con mình đi con, đừng mà.